Gong Hyo Jin chốt đơn lên xe hoa vào tháng 10 sau khi vừa bắt được hoa cưới của Song Ye Jin. Là nữ chủ nhân bắt được hoa cưới tại hôn lễ của Song Ye Jin và Hu Yun Bin vào tháng 3 năm 2022, rất nhiều người hâm mộ của nữ diễn viên Gong Hyo Jin mong chờ thêm một hôn lễ cổ tích nữa diễn ra sau cặp đôi sao hạ cánh nơi Anh. Trong khi nhiều người hâm mộ của Gong Hyo Jin đang đợi ngày nữ diễn viên lên xe bông, thì mới đây phía công ty quản lý của Gong Hyo Jin đã xác nhận ngày cô trở thành cô dâu. Gong Hyo Jin và Kevin Oh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau. Cả hai sẽ tổ chức đám cưới riêng tư vào tháng 10 với sự có mặt của bạn và gia đình hai bên. Mong mọi người hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho cặp đôi trước bước tiến quan trọng này. Gong Hyo Jin sinh năm 1980, được mệnh danh là nữ hoàng phim hài tình cảm hay nữ hoàng rating và được người hâm mộ gọi là Gong Valley nhờ màn diễn xuất đáng yêu của hàng loạt vai diễn thành công kể từ Pasta. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn qua loạt bộ phim ăn khách. Còn vị hôn phu của nữ diễn viên Kevin Oh sinh năm 1990, được biết đến với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ người Mỹ gốc Hàn. Anh là người đoạt quán quân chương trình Superstar K7. Bạn nghĩ sao về cái kết viên mãn này của nàng diễn viên Gong Hyo Jin? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức showbiz mỗi ngày xung quanh chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.